Chào ngày mới tất cả mọi người. Từ sáng đến giờ mẹ em không di chuyển đi làm được cái gì dù là trong nhà. Vì là em trích cứ chập chờn mãi. Em vẫn sốt này, bây giờ em cũng đang rất là nóng đây. Em cứ chập chờn, em muốn ngủ lại không muốn ngủ, muốn ngủ lại không muốn ngủ. Em chỉ muốn mẹ thôi, cứ mami. Đến tận bây giờ mẹ em mới có cơ hội đứng dậy để thay quần áo và cả nhà đi ra ngoài đi ăn đây. Còn từ sáng đến giờ ba sáu chị cũng làm cho hai anh em, nào thì sandwich, nào thì bánh mì nướng bơ lạc, bánh mì nướng phô mai cho hai anh em ăn, rồi có mỗi mẹ em là chưa ăn được cái gì cả. Vì mình không ngồi xuống được. Ngồi đâu là em chích dính lấy mẹ ở đấy. Đi nhá. Em mệt lắm nhá. Em mệt toa. Em nhìn em này. Xấu chết. Xấu quá. Cái mặt kìa. Xấu chết. Đứa nào ấy? Zoe à? Em lại còn thích phơi nắng cơ. Không thích kéo cái mái che xuống. Nắng cho nó đã à con? Ừ? Nắng cho nó đã à? Trời ơi. Sao ba lại đi đường này nhỉ? Hôm nay nhà sở chị đi ăn đồ Thái. Lâu lắm rồi mà em không được ăn đồ Thái đấy. Không biết ở dưới này họ có cái kem dừa, kem dừa Thái không. Here we go. Mặt em buồn nhỉ. Mặt em mệt mỏi thế. Is that your friend? Is that your school friend? Keep going. Soi nhìn đứa bạn. Bạn cùng lớp. It's alright. Come on, keep going. Mommy needs some food first. Em nhờ, mẹ phải đi ăn đã. Mặt em buồn quá. Hôm nay em thích ăn cái gì mẹ cũng cho em ăn. Kem mẹ cũng cho ăn. Chocolate mẹ cũng cho ăn nhá. Gió quá. Gió nha. Em đi bộ đi cho thoáng. Đưa tay đây cho mẹ. Chị có mấy cái bộ này liền. Mẹ em mua để cho em mặc cho thoáng mùa hè. Em đi ngủ em mặc. Con ơi nhìn cây gì này. Cây gì đây yêu thế này. Cây gì mềm mà yêu thế. Con lại đi tiếp à, đi. Con lại đi ra đây mẹ chỉ. Con muốn gì, muốn mẹ bế á? Mẹ bế thì làm sao mà chơi được? Mẹ bế thì làm sao mà chơi được? Thế đi đâu? Đi ra ngoài kia. Ngoài này có cái gì đâu, chỉ có gió thôi mà. Nhìn cái cây này lại nhớ cái nhà cũ nhà mình, nhà ba mẹ mình ngày xưa, nhà cấp 4 có cây này mọc leo lên tường. Nước này con này. Wow. Con muốn đứng xuống đây không? Đứng chơi nhá. Đấy, đứng á. Nước đây. Đây đây. Hấp, nước này. Vì đấy, nước đấy. Con muốn chạm vào nước không? Con muốn chạm vào nước không? Con chạm vào, không sao hết. Bubble. Cái mắt em rất là lưu diêu. Đứng lên. Bubble. Bubble. Gió chín nhờ. Yeah, bubble. Bubble hả con? Hãy con đứng lên. Sợ gì? Đứng lên. Nào đứng lên. Đúng rồi. Em mẹ đỡ cho một tí đã. Trời ơi. Không à? Không, đứng ăn này, bubble này, nước này. Ui, chết. Ao chỉ á. Thế lại đi quay lại với ba bánh sói nhá. Ngào quá. Đồ ăn ra rồi đây.
Yum yum. Mẹ em có tom yum gà. That's for the rice because it's quite cold. Is it? Huh. Ba em có Penang curry, green curry. Yeah. Okay. Để con ngồi xuống con ăn tí cơm kia nhé. Ăn cơm kia nhé. Yeah. Để mẹ ngồi với con nhé. Boo. Boo. Over here, look. There's water here, Rocky. Này con nhìn này, water này. Wee, water and bubble. There's so many stones in there. Nah, you can't. Cause that root, that's no nice. Close it, quick. Anh em sớ chị đang dùng gọi là siêu năng lực để mở cái cửa kia xong lại đóng vào. Cứ mở ra xong lại đóng vào. Có người đến gần nó tự mở ra đóng vào ấy. Come back here. Raffi, Raffi. It's okay. Okay, open it. Trying to open it. Go, Zoe. Psh, psh, open. Hang in. Open. Quick, quick, Raffi, open. Open for the lady. Wow, it works. Wow, you did it. You did it. And now you need to close it, Zoe. Bây giờ con đóng cái cửa đấy lại. Đúng rồi. Đứng gần gần vào. Anh em, anh em. Ăn kem không? Em ăn kem không? Kem này, kem dừa này. Kem dừa này. Ice cream. Một ly có bé xíu bé xíu à?
Thôi rồi, baby baby, oh. Mẹ em vừa chạy vừa chạy vào mua mấy cái chậu về để trồng cây. Ba con ngồi trong xe cũng biết cầm máy để vlog nhau. Bây giờ nhà sẽ trích trên đường về nhà này. Em trích tỉnh táo hơn một xíu rồi. Trăng trăng Zoe peekaboo baby baby oh. Rafi no baby baby oh no no oh no. Da. Clap your hand. Clap your hand đi. Clap that. What's that? Zoe, what does the dog do? What does the cat do? Woof. No, the cat. Cat meow. Cat woof. No. What does the bunny do? Toot toot. Toot toot at the train. What does the wolf do? Ow. The wolf go choo choo. No, the wolf ow. No, it's like this choo choo. How about the lion? It's go choo choo. No, it's go choo. Choo choo là train con. Choo choo. So what does Rafi do? Cuckoo. Oh, cuckoo. No. Cuckoo. Rafi went cuckoo. Nine nine piggy. Two piggies. No. Two piggies. No. Bây giờ Zoe đi nai nai à? No. Mommy. Yeah. I tắt điện đi á. Tắt điện á. Chích được cái là cứ tắm xong, ăn uống xong là em đi ngủ. Em tự động hỏi mẹ, mẹ ơi lấy piggy đi nai nai. Xong rồi em đi về phòng. Bây giờ em ngủ rồi, còn Só với ba Só thì vẫn đang ở bên nhà ông bà nội. Chiều nay cả nhà về cái lại chạy sang bên nhà ông bà nội chơi. Cứ cuối tuần thì nhà Só Trích lại thường là dành thời gian đi sang bên nhà ông bà nội chơi ấy. Ban ngày thì đi mua sắm, đi đâu đấy, đi ăn uống. Còn chiều về là sang bên nhà ông bà nội uống bia, ngồi chơi nói chuyện với ông bà nội Só Trích. Lâu rồi cả nhà cũng không có thời gian để dành cho nhau vì ông bà cũng bận ấy. Mình về đến nhà đưa em Trích về trước. Về từ nhà ông bà nội cháu Trích ấy, về trước làm đồ ăn tối cho em Trích ăn tối và cũng để chừa lại đồ ăn tối cho Sói nữa. Sói thường chơi bên nhà ông bà nội là hay quên ăn lắm. Ví dụ như là ngồi ăn tối với mọi người là em cứ quên, em cứ chơi vì có anh chị họ ở bên đấy ấy. Thành ra là em mải chơi. Thế là chơi xong về đến nhà thường là em lại đói. Mẹ em để phần sẵn đồ ăn cho em, về thì em ăn và hai ba con sẽ phải tắm cho nhau. Mẹ em tắm cho em Trích rồi. Nếu mà em anh Sói ở nhà là cả hai anh em cùng tắm, nhưng mà anh Sói không ở nhà thì về ba phải chịu trách nhiệm tắm cho em ý. Chiều nay đây mình mua được 55 cái những cái chậu để mà gieo hạt và trồng cây nhỏ ấy. Có cả loại to, loại vừa này, loại nhỏ này, và loại mini nữa để trồng và gieo hạt. Mình tìm thấy ở trên cái trang của khu có người ta bán ấy. Và khi đến thì mới thấy là cái cô này là cái cô chuyên trồng cây gieo hạt để bán. Và cô có cái loạt chậu cây này, chắc là cô ấy không dùng đấy nữa vì nhiều quá. Thì cô ấy bán có 5 đô thôi. Chứ bình thường đi mua một cái chậu cỡ vừa đấy nhá là cũng rơi vào tầm 3 đô 50, 4 đô rồi. Mẹ em sẽ bắt đầu trồng cây và làm vườn tích cực nhiều hơn. Thì bây giờ là đi dọn hết những cái cây nhỏ nhỏ ngoài kia cho vào những cái chậu nhỏ, xem là mình có gây ra, trồng ra chỗ nào được không. Còn nếu mà không trồng, không gây ra, không để ở chỗ nào trong vườn thì mình lại cho lên mạng, lên trang của khu để bán. Xem ai thích cây nào thì mua cây đấy. Bán khoảng 2 đô, 3 đô một cây thôi. Những cái cây ví dụ như là những cái cây xương rồng nhỏ này, hay là những cái cây ở nhà mình gọi là cây gì nhỉ, cây hoa đá. Những cái cây nhỏ nhỏ đấy xung quanh vườn nhà mình nhiều lắm. Người ta cũng bán nhiều trên mạng lắm. Mẹ em sẽ dọn dẹp, sẽ làm vườn. Còn bây giờ mẹ em đi ngồi dựng vlog. Chiều nay đi thì mình có mua thêm được cho em Trích một bộ chăn ga gối rồi. Một bộ phủ chăn ga gối. Nhưng mà ở cửa hàng họ không có cái cỡ của em ý. Thì mình cứ trả tiền, sau đấy họ sẽ gọi điện cho cái cửa hàng khác trong cùng hệ thống đấy.
Và khi nào mà họ chuyển đến cái cửa hàng này thì mình sẽ đến để mình lấy. Và đúng như dự định là mẹ em chỉ mua thêm cho em Trích một bộ phủ ga gối nữa thôi. Thế là em có 3 bộ. Một bộ màu hồng dứa này, một bộ hôm nay mua này, và một bộ xương rồng của anh sói mà bây giờ em vẫn đang dùng ý. Hôm nay đi ra ngoài thoáng thoáng em có vui vẻ một xíu xíu. Nếu mà ngày mai em vẫn cứ sốt ấy, em vẫn cứ nóng nóng, vẫn khó chịu như ngày hôm nay là em không ngủ được ngon giấc này, thì ngày mai mình sẽ, trước khi cho em đi ngủ buổi trưa hoặc là trước khi đi ngủ buổi tối, mình sẽ cho em dùng một ít Panadol để kiểu cho em dịu dịu, cho em ngủ được sâu giấc ấy. Chứ cả ngày hôm nay là em không ngủ yên được, cứ 10 phút lại dậy một lần, 10 phút em lại dậy một lần. Bình thường một cái giấc ngủ của em ấy ban ngày là từ 2 tiếng đến 2 tiếng rưỡi, nhiều lắm là 3 tiếng. Nhưng mà hôm nay em không có được cái giấc ngủ sâu đấy. Tối về em cũng mệt, hai cái mí mắt em nó cứ mọng lên. Mẹ em hẹn gặp lại mọi người vlog hàng ngày vlog 6 giờ sáng giờ Việt Nam mọi người nhé. Bye. Boom.